điện thoại Naruto. Unbox nha. Không biết trong này có bí thuật gì không nhỉ? Có bí thuật thật anh em ạ. Tư bản không thể xuất hiện trong lưu thông, cũng không thể xuất hiện bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện từ trong lưu thông và đồng thời cũng từ bên ngoài lưu thông. Vãn. Hay chưa. Que chọc sim biểu tượng lang lá. Thiết kế đúng chuẩn Naruto luôn này. Cái chỗ này là cái băng đầu của nó nhá. Bằng kim loại luôn. Có cái biểu tượng làng lá này. Phía bên dưới là bộ quần áo màu đen, màu cam, logo Uzumaki và có cả mấy cái râu mèo hai bên mặt. Giao diện Naruto tùy biến riêng luôn. Củ sạc 150W siêu khủng, hiệu ứng phong ấn cực ngầu. Màn hình 120Hz siêu mượt, mượt như cách Naruto chạy vậy. Chip thì kiểu vĩ, RAM thì 9 đuôi.